Bệnh viện quận Gò Vấp là một trong những khu điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh. Và tại đây, các bác sĩ đang công tác trong bệnh viện quận Gò Vấp cùng với 79 cán bộ y tế của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tới hỗ trợ, đang ngày đêm theo dõi và chăm sóc, điều trị cho hàng trăm bệnh nhân nhiễm COVID-19. VTC14 xin được giới thiệu phóng sự do Bộ Y tế thực hiện và cung cấp. Thì quy mô của bệnh viện thì bình thường là khoảng 300 giường, nhưng mà Sở Y tế cũng đã giao cái kế hoạch để chuẩn bị 500 giường để điều trị COVID. Thì chúng tôi chia được các cái khu vực, ví dụ khu vực lầu 1, lầu 2 là cái khu vực hồi sức cấp cứu dành cho những cái trường hợp mà bệnh nhân nặng. Còn khu vực lầu 6 thì dành cho những bệnh nhân nội khoa có bệnh nền, lầu 5, lầu 4 thì dành cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hơn. Mặc dù là phân công là bệnh viện điều trị ở cái tầng 2, tầng 3, nhưng mà chúng tôi cũng phải chuẩn bị cái phương án tốt nhất trong những cái tình huống mà xấu nhất để cho đảm bảo an toàn cho người bệnh. Đặc biệt là trong cái tình trạng mà chưa kịp thời, chưa chuẩn bị sẵn sàng để mà chuyển viện chẳng hạn, thì chúng tôi cũng phải hồi sức để cho đảm bảo cái an toàn cho bệnh nhân trước khi mà chuyển viện. Có những lúc thì một chiếc xe cứu thương có thể chở 3 đến 4 bệnh nhân, nặng cũng có, nhẹ cũng có. Có bệnh nhân thở oxy và có bệnh nhân cũng không thở oxy. Thì bệnh nhân nào nhẹ thì bệnh nhân sẽ chuyển lên tầng trên, tầng 2 là hồi sức. Bệnh nhân nào nặng quá thì chuyển lên hồi sức. Và bệnh nhân nào nhẹ vừa thì chuyển lên lầu 4, lầu 5 và lên cả lầu 6 nữa. Hiện tại là bọn em phải phục vụ bệnh nhân từ chăm sóc đến ăn uống đến vệ sinh. Và bệnh nhân có đi vệ sinh thì bọn em cũng giúp đỡ bệnh nhân đi vệ sinh nữa. Ăn uống, nước uống thì bọn em phục vụ tại đây luôn. Thôi điều trị cái COVID này nó rất là kéo dài. Các bệnh nhân có thể diễn biến nhanh bất kỳ lúc nào. Nhất là từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 trở đi. Bệnh nhân có thể ra bình thường thở oxy nhưng mà bệnh nhân có thể siêu hấp từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 rất là nhanh. Bệnh nhân bé thì hôm vào viện ngày 15 tháng 7 hôm qua thì có tình trạng siêu hấp rất là nặng do nhiễm sars cov 2. Thì hôm qua nồng độ chỉ số oxy của bệnh nhân có 60 đến 66 thôi. Thì lúc vào thì bọn em đã tiến hành cho bệnh nhân thở máy không xâm nhập. Thì cả ngày suốt chiều hôm qua thì bệnh nhân đã ổn định và hôm nay oxy bệnh nhân cũng đã lên là chỉ số rất ổn định rồi. Và người nhà của bệnh nhân thì cũng vẫn bị nhiễm hết và đang ở bệnh viện đã tiến. Vào đây thì mặc dù như vậy nhưng mà về tinh thần trách nhiệm và ý chí thức của anh em thì ngay lập tức buổi đầu tiên mà chúng tôi đã phân vào ca luôn, và tất cả cán bộ viên chức thì chúng tôi có thể nói là sinh hoạt như quân đội. Điều đầu tiên là anh em phải đảm bảo thực hiện tất cả các quy trình để đảm bảo giữ gìn tốt sức khỏe. Thứ hai nữa là thực hiện nghiêm tất cả các quy trình về kiểm soát nhiễm khuẩn, về phòng tránh lây nhiễm, để đảm bảo một cách vừa đảm bảo sức khỏe vừa đảm bảo an toàn để chúng ta có thể phục vụ anh em trong khoảng thời gian có thể mà theo quy định của Bộ Y tế.